Verify Business thì đây sẽ là nền tảng dành cho các công ty, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề trên toàn Nhật Bản. Và tất cả những công ty tham gia vào nền tảng Verify Business được chúng mình kiểm duyệt qua rằng công ty này đã lên sàn chứng khoán hay chưa, đã từng nhận nước ngoài hay là đã có hỗ trợ cho người nước ngoài xin visa chưa trước khi bước vào nền tảng Raipur Business. Và hiện tại thì trên nền tảng Raipur Kada đã có hơn 78 công ty Nhật Bản với hơn 140 job thuần kỹ thuật cùng với 23.900 kỹ sư người nước ngoài đăng ký tham gia trên nền tảng. Trong đó riêng người Việt Nam đã có là 16.000 người, và trong một năm làm việc thì bọn chúng mình đã có gần 150 hỗ trợ cho tất cả các kỹ sư thường là người Việt Nam và người Myanmar, và xuất hiện một số nơi tây lẻ lẻ dành cho các bạn từ Indonesia. Và để nói qua thêm một chút về những dịch vụ miễn phí ở Rai for Korea thì chúng mình xin giới thiệu qua. Ở Rai for Korea sẽ là một nền tảng kết nối trực tiếp doanh nghiệp Nhật Bản thông qua tính năng chat của trang web. Từ đó khi sau khi nhận thông tin của các bạn, chúng mình sẽ gửi cho các bạn lời mời ứng tuyển trực tiếp từ phía doanh nghiệp thông qua tính năng scale, và đây cũng là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra chúng mình sẽ chia sẻ cho các bạn những bài viết chất lượng, những bài viết liên quan đến kỹ thuật công nghệ, đời sống tại Nhật, về visa lao động, cách xin visa hay cách làm sao để đi tàu tại Nhật Bản. Ngoài ra các bạn sẽ nhận được thông tin nhanh nhất và các event chia sẻ kiến thức cũng như là event của Đại học của Hội Cựu học sinh Nhật Bản Bách Khoa Hà Nội tại Nhật Bản, cũng như các event được gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng của công ty. Và cuối cùng các bạn sẽ liên tục nhận được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Rai4 đầy dạy kinh nghiệm. Xin cảm ơn các bạn, và đến đây là đã kết thúc phần giới thiệu của Rai4 Career. Và nếu các bạn muốn biết thêm về nền tảng bên mình, nếu các bạn sử dụng phiên bản máy tính thì các bạn có thể quét mã QR dưới đây hoặc nhấn vào đường link dưới chatbot để có thể liên hệ đến đội ngũ của Rai4 Career nếu các bạn đang có nhu cầu chuyển việc tại Nhật Bản. Vâng, xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thể có một cái buổi event tham gia tốt đẹp. Xin cảm ơn Hội Cựu học sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Nhật Bản ạ. Cảm ơn bạn Yến về phần chia sẻ rất là hay về chương trình Rise for Career của công ty Realtek. Vâng, và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu về quan hệ hợp tác mới giữa HDD và Hustar Japan và những cơ hội mới dành cho các sinh viên. つきましては、HDD とのコラボレーションのご紹介。理事長、藤島さん、スンさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。藤島さん、少し待っていただいていいですか。はい、どうぞ。アイさんから先にご紹介してもらいたいと思ってます。はい。アイドラインバードルも。アイドラインバードルも。はい、アイドラインラインがやっちゃいますね。あって、日本語でバッチスライドです。あ、またこちらでスライドです。あ、まあ見えてます？見えてます。はい、あ、藤島さんこんにちは、直樹さん、山口さん、今日はありがとうございました。今私はベトナムにいるので、ちょっと交通がすごく渋滞が多くて、ちょっと申し訳なかったんです。で、まずは、私は、ホスター代表として、ホンデリ、という、まあ、この間、申し上げた、関係について説明したいと思います。で、それは、ちょっと日本、ベトナム語でやりたいと思いますので、ちょっと少々お待ちください。はい。新茶とか、一円とか、バンク、アンジュン、日本アダ、カンジャート、チキンティン。Hôm nay thì là một chương trình đặc biệt của Hustar GP, bởi vì là buổi chiều nay thì các speaker chúng ta đều là người Việt Nam. Nhưng hôm nay thì là một buổi đặc biệt, chúng ta mời được rất nhiều các chuyên gia từ phía Nhật Bản, trong đó có anh Namiki là một chuyên gia về chiến lược tăng giá trị cho kinh doanh. Và trước đấy thì mình cũng xin giới thiệu là hôm nay chúng ta có đại diện của tổ chức HDD, trong đó có bà Fujishima là digital của HDD, cũng là đại diện bên đấy. Thì HDD là một cái tổ chức mà chuyên về phát triển nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, cũng như là cung cấp cho thị trường Nhật Bản cũng như các công ty hàng đầu của Nhật Bản. Và trong tháng 7 vừa qua thì sau khi tiếp xúc với HDD thì phía Hustar thì bọn mình thì cũng đã nhận thấy là có rất nhiều cái điểm chung trong việc là mình có thể tăng cái địa vị của kỹ sư người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như tạo được nhiều cơ hội điều kiện hơn theo các bạn sinh viên của Bách Khoa Hà Nội nói chung, cũng như là các cái bạn sinh viên mà cựu sinh viên mà đã sang Nhật nói riêng có thể có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Vì thế cho nên là cái ở hồi Hustar Japan mình cũng đã ký một cái MOU, một cái agreement với bên chỗ HDD để tương lai về sau chúng ta có thể hợp nhiều hơn. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình ở đây ấy, thì cái hợp tác giữa Hustar Japan và cũng như HDD nó sẽ không dài hạn, nhưng mà hiện tại sẽ tập trung vào ba cái mảng chính, thứ nhất là đào tạo và tuyển dụng,
các bạn sinh viên từ Việt Nam đào tạo đây là cả bạn tiếng Nhật cũng như là cả cái businessman này, những cái kiến thức cần thiết để bạn có thể là sang làm việc tại tiếng Nhật Bản. Và thứ hai nữa là mình hỗ trợ cái startup, tức là những cái ý tưởng kinh doanh của tất cả các bạn sinh viên hay là những cái nhóm thành viên cùng sinh viên của Bách Khoa Nội tỉnh bạn, có thể kết nối với những cái quỹ đầu tư để có thể biến những cái ý tưởng startup của bạn thành thực. Và thứ ba là chuyển giao công nghệ. Ở đây chuyển giao công nghệ là chúng ta có thể tổ chức seminar như ngày hôm nay chẳng hạn, thì có thể như thông qua đấy thì thúc đẩy những cái hợp tác nghiên cứu cả về công nghệ cũng như về nhân lực của tất cả công ty. Và mình hy vọng đây là cái bước khởi đầu của Hostile Japan. Có thể là bắt đầu từ hôm nay đi, nhưng sau đấy sẽ có rất nhiều cái tổ chức khác để cái hội chúng ta ngày càng mở rộng hơn và có thể nói nhiều hơn trên cái thị trường Nhật Bản nói riêng và cũng như là trên thế giới nói chung. Mình xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Đức Anh ạ. Và thì không biết là tiếp theo thì sẽ là phần giới thiệu bằng tiếng Nhật của bác Fujishima hay là mình sẽ tiếp tục luôn ạ. Đúng đúng rồi á, nhưng bây giờ nhờ các em nói Hay. từ chờ anh một chút, anh xem lại cái tài liệu. À, thôi chơi đi đâu nha, đỡ vậy. はい、それでは続きまして、フリリーとのコラボレーションのご紹介、藤島さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フレッデーの理事長の藤島でございます。ハスタジャパンとフレッデーとの協定の協業の件の協定については、アインさんがご説明になったと思いますので、繰り返しませんで、ここではフレッデーは何をやって今後、ハスタジャパンと何をやりたいかという点について簡単に、お話したいと思います。1ページ目お願いします。次お願いします。はい、はい、あ、はい、じゃあ通訳させてください。はい、お願いします。いや、bác xin mọi người một vài phút thì cho ban tổ chức giới thiệu về cái dự án Huridi của các bác bên này. Thì mình nghĩ là cái chương trình này cũng sẽ rất là có những thông tin rất là có ích cho mọi người, thì có thể là đăng ký hay là đấy, bởi vì là đối với học sinh, đối với sinh viên thì là các cái dự án mà các bác này đưa ra thì đều là miễn phí, cho nên là mình cũng không có thiệt thòi gì cả mà mình chỉ có lợi thôi. Thì mọi người dành khoảng độ vài phút để bác giới thiệu và tham khảo về chương trình nhé. どうぞ。はい、このページは日本語で恐縮ですが、フレデーがベトナムでやっているフレデークラスの目的について説明しているあるものであります。2つの大きな狙いがあって、日本の中堅中小企業は人材不足に悩んでおります。他方、ベトナムの高度人材で日本の企業に就職したいという方も多いわけです。これを我々はマッチングさせたいということで、フレデークラスを作って4年間やってきておるわけです。Bên Huridi có tổ chức các cái lớp học tiếng Nhật dành cho sinh viên của Việt Nam, mà đại diện có một số các trường có khoảng 4 trường, thì chút nữa chắc các anh sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Thì cái background của cái hoạt động này ấy, tức là chính là để matching những cái nhu cầu của nhân lực của bên Nhật Bản. Các công ty Nhật thì đang có nhu cầu nhân lực rất là cao, cũng như là sinh viên Việt Nam thì cũng sẽ có thêm được nhiều cơ hội, có nhiều lựa chọn thông qua việc học tiếng Nhật và tham gia có thể là phát triển sự nghiệp cho các công ty Nhật Bản tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam, và cũng là cái cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, học sinh cũng như các trường đại học để đóng góp cho cái sự phát triển cũng như là hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Hey. はい、次のページお願いします。これは日本語ですが、フレデークラスの内容を示したものであります。右の方に3つの大学が書いてあります。ハノイ工科大学、ハノイ交通運輸大学、ホーチミン情報技術大学。この4つの大学でフレデークラスを開
入っておりまして、日本企業に就職したいというこの4年生、5年生に日本語と日本のでのビジネスマナーについて教えております。そしてこの教育にかかる費用は日本の企業に就職した場合に日本企業からいただいているもので、運営しているものであります。これが仕組みでございます。Đây chính là cái mô hình mà bác ấy giới thiệu qua về cái phương thức hoạt động của Houdini. Thì hiện tại Houdini đang cung cấp các khóa học tiếng Nhật cũng như là khóa học về kỹ năng cho 4 đại học tiêu biểu của Việt Nam, như là trong cái slide này. Trong đó có trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì như mọi người thấy ấy, là các cái khóa học này thì là hoàn toàn miễn phí đối với sinh viên. Sinh viên chỉ có một việc, thứ nhất là commitment cái việc học thôi. Thì sau khi thông qua các khóa học này thì các bác sẽ giới thiệu các bạn tới các doanh nghiệp Nhật Bản. Thì sau khi mà giới thiệu thì sẽ cái chi phí cho những cái khóa học cũng để là để duy trì lại cái chi phí hoạt động của tổ chức thôi, thì là các bác sẽ thu từ các doanh nghiệp Nhật khi mà các bạn trúng tuyển trực tiếp vào doanh nghiệp. Như vậy thì là cũng không nhiều đâu, nếu mà so với cả thị trường thì với cái chi phí này mình nghĩ là cũng không lớn. Thì nếu mà các bạn là sinh viên thì các bạn có thể là tham gia đăng ký vào cái chương trình của UDD, còn nếu mà là đại diện hoặc là manager cho các doanh nghiệp của Nhật Bản thì có thể tham khảo cái thông tin này để có thể giúp cho công ty mình có thể tuyển được những cái kỹ sư mới chất lượng cao từ các trường đại học như vậy.次のページお願いします。現在のクラスの運営状況ですが、それぞれ3つの大学でそれぞれ30人を育成するという計画でしたけれど、コロナの影響もありまして、今現在は少し減っております。ハノイ工科大学が21人、ハノイ交通大学が23人、ホーチミン情報技術大学が22人、勉強しております。で、この今度、今、日本の企業は、このリストを見ながら、具体的な学生さんと面接をやって、就職してもらうべく努力をしているところであります。フレデーは、この面接等の、お手伝いをして、その就職が円滑に行くように、やっております。これが仕組みでございます。Thì đây chính là thông tin chi tiết về các cái lớp học mà hiện tại tại bên HDD đang tổ chức, thì ba cái trường như vậy. Thì chỉ cũng cái mỗi trường sẽ có một lớp khoảng từ 20 sinh viên được chọn. Thì background của các sinh viên như là đây có thể ghi là ví dụ là điện tử, rồi khoa học vật liệu, rồi vật lý, rồi liên quan đến infra, tức là của ở trường đại học giao thông vận tải, cũng như là các ngành liên quan đến khoa học máy tính ở trường đại học công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.次お願いします。こうしたフレデークラスを4年間やってきて、いろいろ感じていることを申し上げますと、現在のその人材の獲得競争で大変難しい問題が起きていると日本側は認識しております。グローバル化が進んで、ベトナムの高等人材は世界からいろいろ求められております。国内の新興企業はこれを確保したいと言ってもなかなか難しい状況です。したがって日本の企業の受け入れ体制をしっかりさせる。それからその企業だけじゃなくて日本の社会でこういう人を受け入れる体制を作っていく。国、地方、そういうところでインターンシップをやるとか、いろんなことで
マッチングの努力をすべきということかと思います。日本も随分変わってきて、国を挙げてこういう方向に動こうとしております。Thì đây là cái lý do và mục đích của cái hoạt động này. Thì đương nhiên là mọi người cũng có thể biết là đang global, tức là toàn cầu hóa, rồi là sự phát triển của các đất nước đang phát triển, như là chính là đất nước Việt Nam của mình ấy. Thì các doanh nghiệp Nhật Bản cũng phải chuyển mình, rồi là họ cũng cần phải có những nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chất lượng cao mà trong nước thì không thể đáp ứng hết được, thì họ phải tìm đến những cái đất nước như là Việt Nam mình với những cái lực lượng lao động rất là trẻ và có nhiều năng lượng. Thì đấy là cái hoạt cái mục tiêu mà các bác phải hướng đến, thì vừa là có lợi cho bên phía về phía Nhật Bản, cũng có lợi cho sinh viên và người trẻ của Việt Nam mình. Hey. 次お願いします。最後になりますけども、これまでのフレッデクラス事業を強化したいと考えております。一つは今までは大学に日本に就職したいという学生さんに教えてきました。今度は日本の企業の顔を見せて、どういうことをやってほしいか、どういう人材が欲しいか、当社はどういうところですと、こういうような積極的な働きかけをして人材のマッチングがうまくいくように考えていくような方式を考えていきたいと思っております。そういう意味でハスタージャパンにもいろいろ相談して、今回1週間ベトナムの大学3つを回ってきました。大変こういう変革には好意的で、ぜひこういう取り組みをやろうと、こういうことになっております。こうした改善案を今日これからお話しある並木先生ともいろいろ協力を得ながら実施していきたいと思っておりまして、本当に日本の企業にいい学生がちゃんと就職して活躍していたいと考えておりますので、よろしくお願いします。Thì cái này thì là cái message ở cái slide này ấy, thì là lúc đầu là chắc là chỉ cho doanh nghiệp, tức là họ có ba cái hình thức hoạt động như trên này, này và các lớp học tiêu chuẩn bây giờ đang hoạt động, hoặc là lớp học theo yêu cầu doanh nghiệp, hoặc là cái việc kết hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và các cái tổ chức chính phủ để tạo ra những cái giá trị mới. Thì sau khi mà bên HTD Japan HTD mà có cái hợp tác với Ta Japan ấy, bọn mình cũng nói chuyện nhiều và các bác cũng thấy là sẽ có rất là nhiều tiềm năng để mở rộng thêm, ngoài những cái hoạt động tổ chức những cái khóa học đơn thuần như này, tiếng Nhật đơn thuần như này, có thể là như ban đầu như với anh Đức Anh giới thiệu là mình sẽ hỗ trợ startup, rồi là chuyển giao công nghệ, rất là nhiều thứ mà mình có thể là từ bây giờ có thể là triển khai được. Thì trong cái khuôn khổ và ý tưởng như thế, thì cũng là hôm buổi hôm nay như là của thầy Namiki ấy, thì là cũng là người của HDD, và cái buổi đầu tiên là để thầy giới thiệu về cái kiến thức như vậy, thì sẽ có những cái hoạt động tương tự như thế, hoặc là thậm chí là có thể là rộng hơn nữa ở trong tương lai. Thì đấy là cái chết cuối cùng mà gửi đến cho mọi người. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。フォアさんの大変な協力をいただきまして、こういうプレゼンの機会をいただきました。ご参加の皆さん、一緒にまた前に前で協力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。藤島さん、アイさん、ズンさん、ご紹介いただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。藤島さん、ありがとうございます。私は今、ベトナムにおりますけど、学大学も回ってきまして、なんで、昨日は、その、国費の情報技術科大学も、訪問してたので、まあ、今後は藤田と、日本で日本でいろいろやることがあると思うので、今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度お会いしたときにまたお話しましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。Vâng, và không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay là phần bài giảng của thầy Namiki. Vâng, à, không biết là anh Dương có thể hay là thầy Namiki. À, hãy, それでは早速ですが、Namiki 先生、長井さん、これからは講演時間となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。Morning and これはこちらで画面共有してよろしいですよね。はい。はい。これで大丈夫、共有できていますかね。はい、はい、大丈夫です。はい、そしたら、発表を始めさせていただきます。並木です。よろしくお願いいたします。これは日本語ですので、多分次のが僕の自己紹介をまとめてくれているのかと理解していますので、こちらのスライドで、僕の簡単な自己紹介ということで、しばらく表示させてください。ちょっと通訳しますね。新さん、お願い。みんな、ngọc anh、thành viên của Star Japan hôm nay sẽ đồng hành cùng mọi người trong seminar trong bài giảng của thầy Namiki trong ngày hôm nay. Thì trên màn hình đang trên màn hình được chia sẻ với mọi người hôm nay thì sẽ có thông tin về phần tiếng Nhật và phần tiếng Việt. Tuy nhiên thì mình sẽ bổ sung một số thông tin bên cạnh. Và như mọi người đã thấy thì hiện tại thì trên màn hình đang hiện là thông tin diễn giả. Thì đây là thông tin cơ bản của thầy Namiki. Mọi người đã tốt nghiệp khoa kỹ thuật điện tử ICIN Đại học Nam California và nhà đầu tư, doanh nhân tiến sĩ kỹ thuật, giáo sư đại học, nhà phân tích đầu tư đánh giá công nghệ nano của tập đoàn Sumitomo và đại diện ban quản trị cổ phần công ty cổ phần sở hữu trí tuệ toàn cầu và giáo sư thỉnh giảng trung tâm sáng tạo đại toàn cầu đại học Kyushu. 今日は僕が研究開発をしている価値経済工学について、基本を皆さんと、考えながらお話をしたいと思います。Hôm nay thì thầy Namiki sẽ chia sẻ cùng với mọi người chủ đề mà thầy đang nghiên cứu, tức là về khoa học kinh tế, về kinh tế giá trị. Thì mọi người hôm nay tham gia thì sẽ cùng giao lưu và để cho buổi giao lưu trở nên hiệu quả thì mọi người lúc tham gia chương trình thì chúng ta cùng cố gắng giao lưu tương tác với thầy Namiki. 価値経済工学は、いきなりできた学問ではなくて行動経済学と金融工学が基本になっていてこれらの理論をベースにエンジニアリングをしている学問になります。はい。Đây thì là một phương pháp nhằm phát triển kinh tế học hành vi và kỹ thuật tài chính để tạo ra giá trị một cách khoa học và khả năng kinh tế của cái đấy. Nó không phải là tự nhiên sinh ra. この学問は情報というものを価値化して、で価値をお金にする。でそれを経済にしていくという循環系を作る学問で、右に表示されている本が去年発売されて、多くの企業に購入されて研究されています。Về cái chủ đề này thì phần bên phải thì mọi người có thấy một quyển sách thì là cái quyển sách này thì được rất là nhiều doanh nghiệp ở bên Nhật đã mua về và áp dụng cho công ty của mình. ここには簡単に価値経済工学の流れをまとめています。Đây thì là tổng hợp lại cái cách suy luận của về khoa học và kinh tế giá trị. まず学術的な理論があって、でその理論をもとに可視化、これは情報化するということですけども。その情報化したものをお金に変えるということを行っていくもので、左に書いてある
各理論、プロスペクト理論、フレーミング効果、ナッジ理論、ゲーム理論、ポートフォリオ理論というのは、すべてノーベル経済学賞が出ている理論です。Thì như mọi người có thể thấy trong slide này thì nó sẽ dựa trên là theo cái flow là cơ sở khoa học đưa ra thông tin, và sau khi có được cái thông tin đấy thì là mình giá trị hóa các thông tin bằng việc trực quan hóa nó lên, và sau khi mà trực quan hóa nó thì sẽ tài chính hóa các cái giá trị của cái bước ở phía trước, thì là cái này gọi là kinh tế hóa. Và ở phía bên trái xuống phía dưới thì là các lý luận của khoa học về kinh tế giá trị, thì mọi người có thể thấy nó có lý thuyết về triển vọng, lý thuyết đóng khung tâm lý, lý thuyết của lý thuyết trò chơi và lý thuyết danh mục đầu tư. これらの理論の課題は理論であって、学術的には意味があるんですけども、ビジネスの世界では、使い勝手が悪いことが問題でした。で、この価値経済工学、その問題を解決するために研究開発を始めました。Thì khi mà áp dụng mấy cái này vào trong thực tế thì nó có rất là nhiều vấn đề, vì là nó rất là có rất là nhiều ý nghĩa ở đằng sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó và cùng tìm hiểu nó và tiếp tục và cùng tìm hiểu xem nó là cái gì. ここからは皆さんと一緒に価値経済工学の基本を考えてみたいと思います。もう一度お願いしますか。ここからは、今かあ、はらい。は、皆さんと価値経済工学の基本を一緒に考えてみたいと思います。Đấy, và từ bây giờ thì và từ giờ đi thì sẽ mà năm kia sản sẽ cùng mọi người cùng tìm hiểu xem khoa học về kinh tế giá trị là gì. まず最初の、質問ですけども、あなたの価値観と、価値は同じですか？Và câu hỏi đầu tiên cho bài giảng ngày hôm nay thì thầy Nam Miki có một câu hỏi dành cho mọi người. Đối với mọi người thì giá trị, đối với mọi người thì giá trị quan và giá trị thì có phải là cùng một, có giống nhau hay không? Mọi người cùng chia sẻ quan điểm của mình ở trong chat, hoặc là chia sẻ trong quan điểm của mình ở trong chat. Hãy 簡単な質問すぎて困ると思うんですけども、価値観は単数形で、価値は複数形を示唆しています。単数形。価値観は単数形で、価値は複数形を意味しています。Thế thì là về hay, về các về cái giá trị quan thì là một cái biến số, còn cái giá trị của mình thì là nó là một cái con số nó cụ thể. Đúng rồi, nó là cái đếm được và không đếm được ấy. Đúng rồi, đếm được và không đếm được.価値観というのはあなたの価値観であって、価値というのは価値観と価値観の組み合わせで、あなたの価値観と僕の価値観がオーバーラップしている、ここが価値です。Đấy, thì là khi mà cái các cảm tức là cái giá trị quan của mình và giá trị quan của người khác mà khi mà hòa hợp với nhau thì cái đấy nó sinh ra giá trị.次に、あなたの価値観と他の人の価値観は同じでしょうか？Và câu hỏi tiếp theo thì là giá trị quan của mình và giá trị quan của người khác có giống nhau hay không? おそらく同じ価値観を持っている人は存在しなくて、価値というものは様々な価値観が合わさって作られる現象です。もう一度お願いします。ごめんなさい。価値観は、一つしかなくて、
はい。価値というものは様々な価値観が重なってできる現象です。Cái giá trị quan thì không phải là một thứ mà nó là tổng hợp của rất là nhiều các giá trị quan của nhiều người và nhiều thứ nó lại với nhau. 次に、この絵は皆さんご存知ですか？Mọi người có biết bức tranh này là gì không? Là bức tranh của ai không? ええー、例えば、この絵がネットオークションで10万円で売られてたら皆さん買いますか？Nếu như bán với mọi người, bán cho mọi người bức tranh này với giá khoảng tầm 10 man, tức là khoảng tầm 16, 17 triệu, tính theo tỷ giá bây giờ thì mọi người có mua hay không? 僕は絵に関心がないので買わないんですけども、1万円だったらどうですかね。Anh thấy Nam Kỳ thì đối với thầy Nam Kỳ thì không thích không sành về tranh lắm, cho nên là sẽ không mua với cái giá đấy. Tuy nhiên là nếu giảm giá xuống còn 1 man, khoảng tầm 2 triệu, 1 triệu thì mọi người có mua hay không? 今、10万円で買うと思った人は、正しくって、買った方がいいです。Còn nếu như mà mọi người mà thấy 10 man có vẻ mua ok thì mọi người nên mua ngay bây giờ. Lý do vì sao thì tiếp theo sẽ rõ. この絵は、500億円で取引された絵です。Bức tranh này thì có giá khoảng tầm khoảng tầm 50,8 tỷ yên, có giá khoảng tầm 50,8 tỷ yên. Sao vậy? 僕は10万円でも買わないのに、世の中には500億円で買う価値観を持っている人が存在します。Đấy, thì với 10 man yên thì anh Nam Kỳ ở thầy Nam Kỳ sẽ không mua bức tranh này. Tuy nhiên thì trong trên thế giới này có những người có cùng có cái giá trị quan nó rất là phù hợp với cái bức tranh này thì những người đấy sẵn sàng bỏ ra khoảng tầm 50,8 tỷ yên để mua bức tranh này đưa về nhà. 皆さんはこの差について考えたことがありますか？Mọi người có bao giờ nghĩ rằng là tại sao lại có sự khác biệt này không? この考えを分析してビジネスに応用するのが価値経済工学です。Về cái việc phân tích sự khác nhau này thì nó chính là việc mà cái việc đấy đấy là việc của phân tích kinh tế học giá trị. 次に、2つの条件が与えられたときに、皆さんはどっちの条件を選びますか？Câu hỏi tiếp theo là khi mà mình có 2 sự lựa chọn như trên slide này thì mọi người sẽ chọn phương án nào? Phương án thứ nhất thì là làm việc online 100 giờ và chắc chắn sẽ nhận được mức lương là một mức lương là khoảng 20 man, tức là 20 man. Và lựa chọn thứ hai thì là làm việc online 100 giờ với 20% với tỷ lệ là khoảng 80% cơ hội nhận được 40 man và 20% thì không nhận được gì. A の選択は確実にお金がもらえます。で、B の選択は確実ではないんですけども、2割の確率で、お金がもらえて、8割の、あ、2割の確率でお金がもらえなくて、8割の確率で、お金がもらえると。こういう契約条件が出されたときに、皆さん少し考えて、どっちかを選んでください。Mọi người cùng chọn thử xem là mình hợp với 1 hay là 2. A hay B? これは一般的に A を選んだ方は、まあ、サラリーマン、サラリーウーマン型であると。で、B を選んだ方は起業家経営者型というふうに言われるんですけども、じゃあ一回訳してもらえますか？Đối với những người mà lựa chọn phương án đầu tiên thì đấy là trong suy nghĩ với tư tưởng của những người đi làm công ăn lương
kiểu nhận đi làm nhận lương tháng. Còn những người mà chọn phương án B thì là những người có tư tưởng, có cách suy nghĩ của những nhà khởi nghiệp, nhà kia gọi là nhà nhà khởi nghiệp, nhà kinh doanh, chủ doanh nghiệp. これは数学で、解ける問題で、期待値という算数をすると、どっちが合理的かということが計算できます。Đấy thì đấy, đây 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 là một cách giải thích nữa về việc Phương chọn chọn phương án A và B, thì đây có công thức dựa trên phương pháp thống kê. Mọi người có thể xem công thức ở trên màn hình. この選択には当たり外れはなくて、人間はある一定の不安定な条件を与えたときに、非合理な判断をするということが、科学的に証明されています。Đấy thì khi mà cái công thức này thì thực ra nó trên thực tế nó không đúng 100%. Tuy nhiên thì khi mà đứng trước sự lựa chọn A và B thì với những cái điều kiện mà nó rất mơ hồ thì rất là dễ đưa ra những cái quyết định nó không hợp lý. Thì lúc đấy thì nếu như mà có một cái cơ sở bằng số học nào đấy thì nó sẽ rất là dễ để quyết định cho mình một quyết định chính xác. B の選択の方が合理的なんですけども、一般的には8割程度の方が A の選択をするっていうことが、科学的に研究されています。Thì có một nghiên cứu cho rằng là khoảng 80% số người được hỏi câu hỏi này, mọi người đều chọn phương án A. この理論はノーベル経済学賞が取れた理論で、プロスペクト理論と言います。Là prospect lý luận kinh tế học. Thì đây là những người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2022 đã phân tích và đưa ra cái kết quả đấy.次に、また価値経済工学の基本をみんなで考えてみたいと思います。Và tiếp theo thì là sẽ đưa ra những cái thông tin về những thông tin thêm để bổ sung cho việc về khoa học, về cơ sở lý luận của khoa học hành vi. このスライドにある、ハテナと四角、これらは情報でしょうか？Đối với mọi người thì những cái hộp mà có chấm hỏi này thì đây có phải là thông tin hay không? Đối với mọi người đây có phải là một dạng thông tin hay không? ええ。情報と思う人と情報じゃないと思う人がいると思うんですけども、ハテナ、クエスチョンマークとか四角、あと赤い色、これらは、皆さんは、今日聞いている多くの人は、すでに学習をしているはずです。Thì đối với những cái khi mà nhìn vào những cái hình này thì mọi người sẽ thấy những chấm hỏi, những hình tròn và có màu đỏ thì là mọi người đều biết. 皆さんは、ハテナの意味を知っているんです。だから、このスライドが出たときに、ハテナに意識が集中されて、何だろうというふうに考えるのが自然です。Đấy, thì từ trước đến giờ mọi người đều có một cái nhận thức chung là khi mà thầy dò hỏi thì là chúng ta đều có một cái suy nghĩ là mặc định một cái suy nghĩ là phía sau đấy nó sẽ có một cái gì đấy, thì đấy có một cái câu trả lời nào đấy, thì đấy là cái một cách suy luận rất là tự nhiên. ところが、1歳とか2歳の子供にこのスライドを見せたときに、全くわからないはずです。Tuy nhiên là khi mà cho đứa trẻ 1 tuổi, 2 tuổi nhìn vào đây thì là những đứa trẻ đấy thì sẽ chắc chắn là sẽ không hiểu gì cả. 皆さんはすでに自分の中に情報を持っているので、このスライドを見たときに反応できるんです。Đấy, thì cái kết quả đấy là vì sao? Vì là do mỗi chúng ta đều đã
có sẵn những cái thông tin từ trước, ví dụ như là ý nghĩa của dấu hỏi là gì, ý nghĩa của hình tròn màu đỏ là gì, thì chúng ta mới có cái luồng suy nghĩ như thế. 次に、このスライドは情報でしょうか？Và sau khi mà lập ra ba dấu hỏi chia thành như thế này, thì đối với mọi người thì đây có phải là một thông tin hay không? ここの今日の参加者の多くはアルファベットを学習していると思うので、このスライドを見たときに NWI クエスチョンを理解できるはずです。Đấy, thì mọi người đều đã học alphabet, cho nên là khi mà nhìn này vào đây mọi người đều nhận ra được là đây là N, chữ V, kép, chữ Y và dấu hỏi. その一方で、これは情報でしょうか？Thì cái này có phải là thông tin không? 次に、僕がこの情報たちに形を与えたらどうでしょうか？Và những cái thông tin với những cái tài những cái nguyên liệu chúng ta có ở slide trước, thì bây giờ tôi sắp xếp như thế này thì mọi người xem đây có phải một dạng thông tin không. ここにいる人たちの多くはこれを、読めて意味をイメージできるはずです。Win。Khi mà mọi người nhìn vào đây thì mọi người có thể bằng một cách nào đấy mọi người cũng sẽ nghĩ đây là một dạng thông tin, đây là chữ win và dấu hỏi, win một câu hỏi.勝つのかなという意味ですけども、1歳とか2歳の子供にこの形を見せても意味が通らないはずです。Đấy, thì chúng ta thì hiểu, nhưng tuy nhiên là khi mà cho đứa trẻ 1 tuổi và 2 tuổi xem thì chắc chắn là sẽ không hiểu được. これが、現象の入り口って価値観、あなたの価値観が発生するきっかけは、外から入ってくる情報と自分の中にある情報が反応して起こる現象です。Đấy thì là do giá trị quan của bạn khi mà có luồng thông tin từ bên ngoài vào, và từ luồng thông và sau sau khi bạn tiếp nhận và từ đấy phát tác ra bên ngoài. 次に、これは情報ですか？Và tiếp theo thì đối với mọi người đây có phải là một dạng thông tin hay không? これも、情報と思う人と情報じゃないと思う人がいると思いますけども、僕が次にこうしたらどうでしょう？情報の量を増やしました。Thì đối với cái hình ảnh trước thì sẽ có người nghĩ là đây là một dạng thông tin, hoặc là không không phải là một dạng thông tin. Tuy nhiên thì bây giờ thì mình sẽ tăng cái lượng thông tin lên. この段階だと、情報だと思う人と、情報じゃないと思う人では、情報じゃないと思う人が多いとは思うんですけども、次に僕がこうしたらどうですか？Mà sau khi tăng thêm một chút lượng thông tin nữa thì mọi người thấy thế nào? これはワインボトルなんですけども、このワインが、1万円で、ネットオークションで売られてたら皆さんは買いますか？Và khi mà có lượng đầy đủ thông tin lượng thông tin như thế này thì bán với giá khoảng tầm trên dưới 2 triệu đồng thì mọi người có mua hay không? 皆さんの価値観でワインっていくらぐらいのものですか？Đối với mọi người thì đối với cách suy nghĩ giá trị quan của mọi người thì một chai rượu vang thì giá sẽ có giá khoảng bao nhiêu? 1万円のワインは一般的には高めのワインですけども、もしもこのワインをネットオークションで見たら絶対に購入してください。Đấy, giá mà khoảng tầm 2 triệu một man, tương đương với khoảng trên dưới 2 triệu thì là nó thuộc dạng cao, dạng đắt. Tuy nhiên là nếu như mà khi mà bạn đấu giá trên mạng mà thấy ai bán cái chai này mà khoảng tầm giá như thế thì nên mua ngay.
この話を聞いている多くの人は、この写真だけでは、このワインの価値を、理解することができる人は少ないと思いますけども、僕はソムリエの資格を持っています。Khi mà nhìn thế này mọi người có thể nghĩ là đây là cũng có người nghĩ là đây là một với giá đấy nó là cao, mọi người sẽ nghĩ cái giá đấy nó thấp. Đấy. 1歳とか2歳の子供がアルファベットをわからないと同じように、僕のお話を聞いている多くの人は、このワインの価値がわからないはずです。Với thầy Nam Miki thì thầy có cái gọi là chứng chỉ về được vàng, cho nên là sẽ hiểu được cái giá trị, có gọi là một bằng cách nào đấy hiểu được cái giá trị của cái chai rượu này. Tuy nhiên mà đưa với những người mà không sành về rượu vang, ví dụ như là đưa cho những người không sành về rượu vang cái thông tin này, thì những người đấy cũng như với cái ví dụ lúc nãy về cái đứa trẻ 1 tuổi 2 tuổi thì họ cũng không biết gì và sẽ nghĩ đây là những cái chai vang rất là bình thường. 僕は専門的な知識を持っているので、この情報量だけでこのワインの価値を理解することができますけども、多くの人は次の写真を見ると、このワインの価値を分かる人が増えるかもしれません。もちろん、お願いできますか。もちろん。多くの人は、この情報から、ワインの価値を理解できない人が多いと思いますけども、この情報からこのワインの価値を分かる人はいると思います。Khi mà chỉ có một phần thông tin thì là sẽ có rất là nhiều người không biết được giá trị của chai vàng đấy. Tuy nhiên mà khi mà đưa ra cả toàn bộ thông tin, tức là nguyên dạng chai vàng như thế này, thì sẽ có người số số lượng người biết được cái giá trị của cái chai vàng này nó sẽ tỷ lệ nó sẽ tăng lên. このワインはロマネ・コンティというワインで1本400万円近くします。Chai vàng này là một chai vàng rất là quý và Romantic Conti và nó có giá khoảng tầm 40 dùng hết cửa màng này, nó có giá khoảng tầm 400 man, 400 man tương đương với khoảng mấy bây giờ 800 700 triệu, triệu, 800 sau triệu, sau 700 triệu có 700 đấy. triệu gì đấy. Đấy. もしも、あなたが、このワインの価値を知っていて、ネットオークションで1万円で発見して買うことができれば、399万円儲けることができました。Nếu như mà mọi người mà tình cờ mà thấy ai bán chai vàng này có giá khoảng tầm 1 man thì hãy mua luôn, đừng chần chừ gì nữa. Vì nó sẽ gấp rất là nhiều lần, đó là vì nó có thể bán được tận 100 man luôn. 次にまたお話を戻しますけども、このハテナに何のアルファベットが入るか皆さん分かりますよね。Đấy, thì quay trở lại cái câu hỏi lúc này thì khi mà dựa trên những ba ba chữ đấy thì là chữ trong dấu hỏi này là chữ gì thì mọi người cũng có thể đoán được rồi đúng không? こうですよね。Đúng rồi, đây là chữ E. 次に皆さんは何が起こるか予測できますよね。Đấy, thì mọi người cũng có dự đoán được slide tiếp theo nó sẽ hiện cái gì đúng không? Đấy. これで正しいですか？Đây có phải là thông tin chính xác không? 多分多くの人は気持ち悪いですよね。こSẽ れcó は。nhiều người sẽ có nhiều người cảm thấy là có cái gì đấy nó sai sai. これはウィーンと呼びます。Từ này đọc là win. これはオーストリアの町の名前です。Đây là như tiếng Việt chúng ta đây là Ven, đây là thủ đô của nước Áo. 多くの人はこれを予測しましたよね。Đã có rất là nhiều người sẽ dự đoán là wine đúng không? 多くの人は僕がワインの画像を見せていたので、アルファベット順番がこのワインとして現れることを先入観として植え付けられていました。
Đấy, thì lúc nãy thầy Namiki có một cái trick là cho mọi người xem hình ảnh của chai wine, chai chai vang. Thì sau khi mà mọi người xem cả đấy thì mọi người tự nhiên mặc định là chữ tiếp theo W E N có rồi thì chắc chắn là chữ I, chữ 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 E thì là wine. Đấy.価値経済工学ではこのような情報の単位に形を与えることで情報の性質を変化させることを研究しています。Thì đây là một sự biến đổi thông tin. Thì sau khi mà so sánh các giá trị thông tin thì các thông tin có các dạng cấu trúc khác nhau. WIEN と並べると WIN という意味になってこれは町の名前で買うことができません。その一方で WINE と情報を並べると WINE となって買うことができます。Đấy, thì với cách sắp xếp của ở phía trên thì nó là Green, thành thành phố Viên, thủ đô nước Áo ấy, thì là nó là một địa danh, chúng ta không thể mua nó, không thể mua nó. Nhưng mà phía dưới nếu như mà sắp xếp thông tin như kiểu dòng phía dưới thì là wine và vang, thì chúng ta có thể, thì đấy là một chai vang, một loại vang, thì chúng ta có thể mua nó. 価値経済工学で、情報をまず価値化して、価値化した情報をお金に変えるという仕組みの、元になっている公理です。Đấy, thì chúng ta đã gọi là giá trị hóa các thông tin và từ các thông tin đấy chuyển sang kinh tế và kinh tế hóa nó. 僕の研究室にやってくる大手メーカーさんたちは僕に WIN を持ってきます。ところが僕の、仕事は WIN という情報体を WINE に変えることです。ごめんなさい、なんかちょっとわからなくて。僕の研究室に来る、メーカー、ものを作っている人たちは僕に WIN という商品を持ってきて自慢するんですけども、その商品は売れません。はい、で、僕研究は、WIN という情報を WINE という情報に変換して売れるようにすることです。Khi mà nghiên cứu thì có khi mà chúng ta giả sử như chúng ta nhập cái WIN này vào thì đấy là một cái thứ mà chúng ta không thể bán được. Tuy nhiên là thì sau khi mà nhập vào thì chúng ta thay đổi nó gọi là arrange lại nó thì thành wine và chúng ta có thể bán lại được nó. Tức là sau khi mình thu thập thông tin và mình chỉnh sửa và mình kinh tế hóa nó lên mình có thể bán được. Để chốt tòa tâm áo kỳ lý cài tế 同じような現象は私たちの体の中にもあります。いろんな個体、人は異なる遺伝子と、ゲノムの配列を持っています。Thì mỗi người đều có một cái chuỗi DNA khác nhau. はい、生理現象として我々のゲノム情報は3つずつ読まれます。Thì khi mà nghiên cứu thì khi mà xem các chuỗi DNA thì mọi người sẽ xem từng người ta thường xem từng ba từng tổ hợp của ba cái xét ba cái đi với nhau. 少し難しいお話ですけど、AGC と読むと、これはセリニンというアミノ酸が作られて、ACG と読まれると、トレオニンというアミノ酸が我々の体の中で作られます。Đấy, thì ví dụ như là xếp theo kiểu AGC thì là đây là một đây là amino acid được sử dụng trong quá trình tổ hợp protein selenin. Đấy. Đúng không? Thì nó có chức năng thường được sử dụng ở trong mỹ phẩm làm đẹp da. まとめると、さっきのお話の繰り返しですけども、もしも皆さんが
物とかサービスを売りたかったら、ワインというふうに情報を組み立てないといけません。Quay trở lại cái câu chuyện lúc nãy thì khi mà mọi người muốn bán được hàng hay là muốn kiếm được tiền thì chúng ta nên khi mà nhận thông tin chúng ta nên chuyển hóa nó thành những cái thứ mà có thể bán được. Ví dụ như là chuyển sang win thì chúng ta sẽ không thể bán được và không có lợi nhuận, không có tiền vào. Tuy nhiên thì nếu chúng ta chuyển sang wine, thu thập thông tin xong sắp xếp theo wine thì chúng ta có thể bán được. 会社の中には様々な情報がありますけども、その情報をウィンと並べたら売れなくて、その情報をワインと並べるとお金になります。Anh lúc nãy mình có nói thì là khi mà đầy đã win thì chúng ta sẽ không có thu nhập, không có lợi nhuận. Còn wine thì là có lợi nhuận, sẽ bán được.次に、皆さん事実と本当の違いはご存知ですか？Mọi người hiểu thế nào về cụm thế này? Khi mà sự thật có thật sự hay không? Sự thật và thật sự nó có bằng nhau hay không, có giống nhau hay không? 事実は、一つしかありません。で、本当というのは、変わります。Thì về sự thật ở phía bên trái thì sự thật chỉ có một, như trong phim hay nói sự thật chỉ có một, còn về thật sự thì nó có thể thay đổi, thật sự hay không thì nó có thể thay đổi, nó biến đổi được. 事実と本当という情報で考えた場合に、事実という情報は普遍的といって変わらない情報となります。事実と本当の関係はなんか普遍って感じですか？事実が普遍です。あ、事実は普遍です。本当は可変ですね。本当は変わります。変わりますね。Đấy, thì về sự thật thì nó sẽ không thể thay đổi. Tuy nhiên thì về phía thật sự, tức là phía bên phải thì là nó có thể thay đổi, có thể biến đổi.事実というのは絶対的な価値で、本当というのは変わる価値で、変わることによって経済価値が変わります。Thì về phía sự thật thì là nó sẽ tức là nó sẽ không thay đổi. Tuy nhiên là phía thật sự phía bên phải thì là nó thay đổi dựa trên các giá trị kinh tế. で、本当の価値を事実の価値に変えるときには、ビジネスの世界では、権利化もしくは証明ということを行うと、事実の価値にすることができます。Thì những cái mà khi mà những cái mà ở bên phía thật sự, những cái thay đổi thì chúng ta sẽ có thể chứng minh được cho cái sự thật bằng các bằng sáng chế, các thương hiệu bản quyền hay là hợp đồng, vân vân và vân. ここで重要なのは、事実の価値がお金になるとは限りません。Sự thật thì chưa chắc đã tạo ra giá trị về kinh tế, chưa chắc đã tạo ra ra tiền lợi nhuận. お金を作るためには、経済価値を作る必要があるので、本当にする必要があります。Để sự thật tạo ra tiền thì để tạo ra giá trị kinh tế thì cần thay đổi cái thật sự ở phía bên phải.皆さん、SNS とかを使ってさまざま検索をすると思うんですけども、あるタレントさんとかものとかがいいよねっていう時には、どうやって決めてますか？Đấy, thì khi mà mọi người dùng SNS thì lâu lâu lại thấy các KOL gọi là đăng một cái này tốt, cái này gì đấy, thì mọi người sẽ phán đoán như thế nào? すべての情報を確認することは不可能ですけども、皆さんが見つけた情報を相和合わせて判断をしているはずです。
Đấy thì khi mà tiếp nhận mọi người không xác định được cái nào đúng cái nào sai, cho nên là mọi người sẽ là dựa trên những cái có trên mạng và những cái suy nghĩ của bản thân để kết hợp hai cái đấy để tìm ra cái phù hợp với mình. ある人が、いいというものでも、ある人は良くないと言います。Có những người bảo là tốt, có những người bảo là không tốt. で、これが、本当と嘘の関係ですけども、嘘を事実に変えると、詐欺という事件になります。Đấy thì có nó thay đổi dựa trên tính chất của sự việc. Tuy nhiên thì là nếu như mà chúng ta chuyển từ phía không thật, phía dối, nói dối, lừa đảo thì từ nói dối chuyển về phía sự thật ở phía bên trái thì nó chính là lừa đảo. Vì nó không phải là sự thật.価値経済工学では右上に書いてある収益化というところを目指して情報をエンジニアリングしていきます。もう一度お願いできますか。よろしく。価値経済工学では、この資料の右上に書いた収益化というところを目指して情報をエンジニアリングしていきます。あ、だから、左側になるために、あ、右上の赤字で書いてあるやつです。収益化って書いて収る。益化。左から右まで、なんか収益化するために、数字定量的な。価値工学は嘘から、本当のを目指して、で、それをお金になるように頑張るっていう学問なんですね。これらを、整理するとこうなります。一見、はい。あ、今のところお願いします。こあ、れ大らを丈夫です。するとこうなります。はい。Đấy thì cái thông tin lúc nãy thì được tổng hợp vào trong cái slide này. Thì sẽ có bước thu thập thông tin là thẩm định thông tin và chủ ngữ nghĩa hóa thông tin của nó. 我々は日々いろんな情報を聞いたり見たりしていますけども、そのらの情報をシンプルにすることが大切です。Thì chúng ta ngày đều nhập rất nhiều thông tin. Tuy nhiên là để gọi là giải thích những cái thông tin đấy và tổng hợp và giải thích những cái thông tin đấy và làm đơn giản hóa những thông tin đấy và chúng ta có thể đọc được. まずいろんな情報が入ってきたら、判定をすると、事実か非事実か。Khi mà quá nhiều thông tin vào thì cái thông tin đấy là sự thật hay không phải là sự thật? で、事実だとすると、それは普遍的な情報になります。Nếu như mà cái thông tin đấy nó là sự thật thì nó sẽ là cái thông tin không thể thay đổi, tính nó có tính bất biến. 数学で考えるところの固定値という数字にすることができます。Nếu như suy nghĩ theo toán học thì nó là đấy là nó hàng số đúng không? Cô tê chi được chưa?固定値。Hay.定数。Hay. Nó là hàng số. 変わる情報は、定量的な情報量、もしくは定性的な情報量として求めることができます。Thay đổi những thông tin có thể thay đổi thì là nó có thể phân ra hai loại, đấy là định lượng và định tính, thông tin định lượng và thông tin định tính. れは、情報の性質のまとめでしたけども、次に皆さんに見てもらうものは、ちょっと異なる性質のものになります。Đấy, thì tiếp theo thì là sẽ có một cái bài cái mà sắp tới thì thầy Nam Kỵ sẽ cho mọi người xem thì là sẽ có một cái định nghĩa khác về cái định tính tính chất. これは皆さんどのように見えますか？Mọi người xem hình này và thấy thế nào? 止まって見えますか？動いて見えますか？
なんか、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 なんか
ども、我々の脳が動いているように感じてしまいます。Thực ra thì là nó không cử động nhưng mà não của chúng ta cảm thấy là cảm thấy là khiến nó sẽ cảm thấy là hình như là nó đang chuyển động. バイオメディカルな現象として我々人間は、この情報を見たときに動いてしまう価値観を持っています。Thì về mặt sinh học thì khi chúng ta nhìn đây vào đây thì là cái bức tranh này có cái bức tranh này có vẻ như đang chuyển động. Đây là cái bias một cái không một cái bias một cái giá trị quan của chúng ta khi nhìn vào cái bức tranh này. 我々がビジネスをするときには、人に対してどのような情報を与えるかによって、お金が発生したり発生しなかったりします。で、khi mà chúng ta trong về khía cạnh kinh tế thì khi chúng ta nhìn vào một thông tin thì cái này phát sinh tiền, cái này tốn tiền, cái này không phát sinh tiền thì nó sẽ có cái chuyện đấy nó xảy ra. Nó cũng tương tự như là cái này chuyển động hay là không chuyển động. ここには人間のスペックをまとめてあります。Đây là các giới hạn của con người. 我々は五感というものを持っていて、我々の五感には下限と上限があります。Chúng ta có ngũ quan và các ngũ quan đấy đều có giới hạn trên và giới hạn dưới. 人に価値観を作りたい場合には、このスペックの中で情報を作る必要があります。Khi mà chúng ta muốn tạo nên các gọi là tạo nên các giá trị quan thì chúng ta nên dựa trên cái giới hạn các giới hạn của ngũ quan ở đây. 一つのまとめですけども、価値観、価値の正体は価値観で、価値観の正体は情報体です。Về tổng hợp thì bản chất của giá trị, cái bản chất của giá trị thì là giá trị quan, còn cái gọi là hình thái cuối cùng, hình thái của giá trị thì là nó là giá trị quan. Và hình thái sau chính xác của giá trị quan thì nó là các thể thông tin, các dạng thông tin. 多くの人に物を売りたいときには価値を作る必要があるんですけども、経済価値を作ると。Thì khi mà bán hàng thì là chúng ta cần phải tạo ra giá trị kinh tế. ただその価値を作る方法として価値観をまず作る必要があります。Tuy nhiên thì là để tạo ra giá trị thì có phương pháp để tạo ra giá trị đấy là chúng ta cần cái giá trị quan. この価値観はさっきのウィーンとワインのお話のようにワインであれば買える。ウィーンであれば買えないという常識的な情報の認識になります。Quay lại với giá cái ví dụ wine và win lúc nãy thì là khi mà tạo ra giá trị quan thì chúng ta hướng đến cái wine thì để chúng ta có thể bán được. 情報体というのは自分の中にある情報、学習とか経験した情報と外から SNS とか友達から入ってきた情報が反応して起こる現象のことです。Các thể thông tin thì là những cái mà chúng ta được học dựa trên kinh nghiệm ở trường học và cộng thêm với những cái mà chúng ta đã tiếp cận được ở trong ở trên các mạng xã hội. 価値を作るためには人の中に情報を入れてその情報に対して反応させるというメカニズムを使う必要があります。あ、もちろんお願いできますか。価値を作るためには人の中に情報を作って、その情報を反応させることが必要です。で、tạo ra các giá trị thì chúng ta sẽ cần phải cho các thông tin vào bên trong, vào trong bản thân, và trong trong cá nhân, và trong trong con người, và từ đấy thì phản ứng lại với các thông tin đấy. Để tạo ra giá trị quan. 価値と価値観の関係はこのような図で表すことができます。và các mối quan hệ giữa giá trị và giá trị quan thì được thể hiện như trong cái biểu sơ đồ dưới đây.
アインさんの価値観、並木君の価値観、いろんな価値観があるんですけども、重なってる部分があるはずです。Thì giá trị quan của mỗi người, ví dụ như giá trị quan của mình, giá trị quan của cái Nam Kỳ thì nó có thể thì sẽ cùng với nhau một phần nào đấy. 私たちは何か共感するときに、これいいよねって言い方をしますけども、その詳細は誰も聞こうとしません。Thì một ví dụ đơn giản cho cái này thì chúng ta có thể thấy là khi mà mình đi cùng với bạn thì chúng ta cùng thấy một cái nào đấy, à cái này tốt nhỉ, thì cả hai cùng đồng ý với nhau là cái đấy. Tuy nhiên bằng một cách nào đấy thì cái lúc đấy thì là cái giá trị quan của mình và giá trị quan của người bên cạnh thì nó giao nhau ở cái điểm, một cái điểm như thế. これいいよねって言って、お互いにそうだそうだと言っても、全く違うことで喜んでる可能性があります。Mà tuy nhiên là khi mà cả hai người đều cùng nói là cái này ồ cái này thích nhỉ, cái này tốt nhỉ. Tuy nhiên thì mỗi người lại có một cái cảm nhận khác nhau về cái địa việc mà tốt đấy.価値経済工学では、その詳細を分析して、価値の正体を探ることを行います。Đấy, thì về cái việc phân tích kinh tế thì chúng ta cái nhiệm vụ của việc phân tích kinh tế thì dựa trên cái sự khác nhau, phân tích cái sự khác nhau giữa cái niềm khi mà cả hai chúng ta cùng nhìn, cả hai cùng nhìn vào một cái vật và một cái sự việc nào đấy mà chúng ta đều nói cái này tốt nhỉ, cái này thích nhỉ, thì sẽ có những phản ứng khác nhau, và việc phân tích cái khác nhau đấy thì là nhiệm vụ của việc phân tích là những nhiệm vụ của kinh tế học giá trị. Phân tích cái khác nhau để tìm ra cái bản chất của giá trị Đúng là mới là không? mục đích của kinh tế học. ここはまとめですけども、情報体を作ることが価値になるんですけども、情報体というのは自分の中の情報と外からの情報が合わさって発生する現象です。Đây là bản tóm tắt của những cái mình vừa nói vừa rồi, thì đây là không phải, đây là nói về cái thể thông tin. Thì thể thông tin là có hai dạng, tức là thông tin từ bản thân và thông tin từ bên ngoài. Thì thông tin từ bản thân thì価値経済工学では、価値を3つの質を、3つの要素を制御することで作り上げます。それで、は形と量と質です。Về để tạo ra giá trị thì là sự hòa hợp giữa ba yếu tố chất, lượng và hình. Như ở trong slide này đấy. で、同時に、価値観を価値経済工学では、知識と経験と思考から分析していきます。Thì về giá trị quan thì là nó được cũng được tổng hợp từ là kiến thức và kinh nghiệm và ý tưởng của bản thân. まとめですけども、価値経済工学では、価値と価値観というのを一緒に双方向から分析することで、人工的に価値を作っていきます。Thì về cái kỹ thuật kinh tế giá trị thì sẽ phân tích giá trị quan và phân tích phía giá trị, và khi mà để vừa phân tích cả hai khía cạnh này để tạo ra cái giá trị cho nhân loại. ビジネスの世界で、この価値経済工学を応用するときには、会社の中にある情報をまず分析します。Trong business, trong giới kinh doanh, trong business thì việc đầu tiên là chúng ta khai thác và sử dụng thông tin.次に行うことは、その情報を売れるワインという形に、並べます。Và sau khi mà thu thập thông tin thì là chúng ta sẽ xử lý nó và xử lý làm sao để cho nó trở thành cái wine, tức là cái thứ bán được trong ví dụ lúc nãy. で、価値経済工学には3つの手法が、方法があって、科学的にお金と同じ性質の価値を作るプロセスと、
ある市場において収益化できている価値と同じ情報薬、情報の薬を作る方法と、特定の人たちや企業に必要とされているニーズというんですけども、ニーズに合わせた、開発を行って、商品化するということを行っています。Thì sau khi mà xử lý thông tin để tạo ra wine thì chúng ta sẽ có các bước tiếp theo để xây dựng cơ cấu cho business của mình. Thì về cơ bản thì là nó có ba ba loại ở trên slide đây. ここはとても重要なんですけども、ノーベル経済学賞の理論だけではお金は生まれません。Tuy nhiên thì là nếu như mà chỉ dùng cái lý luận của đã đạt giải Nobel thì nó sẽ không có tác dụng gì lắm. 複数のノーベル経済学賞の理論を組み合わせて、運用する必要があります。Thì chúng ta cần phải phối hợp nhiều các phương pháp lý luận với nhau để tạo ra giá trị về kinh tế. ビジネスに合わせて、ノーベル学賞の理論を組み合わせて、その時の状況に応じたモディフィケーションというんですけども、調整ができると、お金を作ることができます。もちろんできますから。複数のノーベル賞理論を組み合わせて、そのビジネスに応じた調整ができるとお金を作ることができます。Sau khi mà phối hợp các lý luận đã đạt giải Nobel thì áp dụng vào business và từ đấy sẽ sinh ra tiền. 次に一つだけ、金融工学に基づいた、例をご紹介しますけども、皆さんはお金とは何か知っていますか？Tiếp theo thì là một ví dụ dựa trên cái lý luận về mặt tài chính thì theo mọi người thì tiền nó là một thứ như thế nào? 金融工学によると、お金というのは3つの機能を持っています。Về mặt tài chính thì tiền là có ba chức năng. で、この3つの機能とは、まず計測性、そして交換性、最後に貯留性、貯めることができる性質です。並木さん、今、多分スライドス合わライせドまなだい変と、わってない。思っ変わてっまてす。ない。あれ？今の、今売れまるだ、ワインですかね？売れるワインです。売れあ、るワイ大ン。丈夫です。大丈夫です。あ、こ大れ。丈夫ですか？はい。Đấy, thì tiền nó có ba chức năng. Đầu tiên là tính đo lường. Tính chức năng thứ hai là tính trao đổi. Và chức năng thứ ba là tính tích trữ. Lưu trữ. 言い方を変えると、この3つの機能を人工的に物やサービスに備えることができると、お金と同じ性質を作れるというのが価値経済工学の理論です。Thì khi mà chúng ta có thể tạo ra một cái sản phẩm mà cũng có tương đương với ba tính dựa dựa trên cái ba ba cái chức năng này thì chúng ta có thể tạo được ra tiền. 金融工学で定義されているお金は3つの機能。価値経済工学では、この3つの機能を物やサービスにエンジニアリングすることで、お金と同じ性質の価値を生み出します。Về mặt tài chính thì có ba chức năng này. Tuy nhiên thì là về phía sao nhỉ? Về về phía kinh tế học giá trị thì chúng ta tạo ra một cái sản phẩm nó tương đương với lý luận của bên tài chính thì nó chúng ta sẽ tạo ra tiền dựa trên khi mà chúng ta làm được cái đấy thì chúng ta sẽ tạo ra tiền. Ý của anh Nam Kia đây là đối với tất cả các cái sự vật ấy, trong nền kinh tế học giá trị ấy. Nếu mình có thể làm cho cái sự vật đấy nó có ba cái tính năng này của tiền ấy, thì mình có thể dùng nó tương đương với giá trị nhưng mà đồng tiền. ああ、ありがとうございます。
この後は、この今僕が取り組んでいる研究の一例をお見せします。Tiếp theo thì là một cái ví dụ mà thầy Nam Miki đang nghiên cứu sẽ chia sẻ với mọi người. 人工的にお金と同じ性質を作り出す研究です。Nghiên cứu về việc人工的もう一度お願いします。人工的にお金と同じ性質の価値、情報を作り出す研究です。Thì là nghiên cứu về việc đưa ra một cái sản phẩm có tính chất tương tự như tiền. これは僕が作った言葉ですけども、IOU と呼んでいます。インターネット U です。I O U à, はい. Internet of you. はい. Đây là một cái chủ đề của 今は 5G が主流ですけども、6G 通信になると衛星通信になって、皆さんが常時インターネットに接続されている世界が発生します。Đấy, bây giờ thì đang 5G nhưng mà sau đấy nếu như mà chuyển sang 6G truyền hình vệ tinh.半導体とデータ、あとは NFT というのは XNFT と呼んでいますけども、これは個人の生体情報を認証するための NFT のことを XNFT と呼んでいます。難しいですね。理解できないですね。理解tiếp có ba ba cái tính chất đây. Thứ nhất là về chất bản dẫn, thứ hai là về data, tức là thông tin dữ liệu, và thứ ba XNFT là những cái dữ liệu về 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 cơ thể con người của bản thân mình nhưng mà được mã hóa với NFT, là có ba ba cái mặt hàng như thế. あなたの生体情報がブロック単位、ブロックチェーン、ブロック単位でセキュアに管理されて取引されることで、お金と同じ性質の価値を作ることができるというふうに考えています。Thì những cái thông tin này thì được lưu trữ lại dưới và được tổng hợp lại dưới dạng blockchain. Thì những cái thông tin này có thể trao đổi, có thể được trao đổi và nó có thể tạo được các giá trị tương tự như tiền. 次のスライドは、我々の生活は、A2D コンバータ、アナログ情報をデジタルに変えてきて進化してきています。Đây là trong cuộc sống của chúng ta hiện tại thì là có bao giờ có sự chuyển đổi AD converter, tức là chuyển từ hệ analog sang digital. Để これらを我々は ADC、アナログトゥデジタルコンバーターと呼んで、今の人類の半導体技術の基本、中核です。なるほど。Thì trong cuộc sống tại thì chúng ta sao nhỉ? Sao nói tiếp này? trong trong cuộc sống của chúng ta hiện tại thì là chúng ta đang chuyển đổi những cái thông tin analog thành những thông tin mang tính chuyển đổi sang thông tin số hóa, tức là digital, thì đấy chính là cái bản chất của cái nền công nghệ bán dẫn hiện tại. これからは逆 DAC、 デジタルトゥアナログコンバーターと呼ばれる半導体が世に出てくるというふうに、信じています。Thì từ nay về sau ấy, thì nó sẽ ra một cái chiều hướng ngược lại, có nghĩa là chúng ta chuyển những thông tin digital hiện tại nó thành những thông tin analog để có thể là áp dụng nó trong cái đời sống xã hội con người ấy. 実際、この研究は東京エレクトロンという半導体の装置を作る会社と行っています。どうぞ、わかん。OK。Đây thì là OK, có đây có đó, ありますOK, thì cái hiện nay thì là cái thông tin tất cả những cái quá trình chuyển đổi này thì được thực hiện bởi một công ty Nhật Bản là Tokyo Electron. ここで問題なのは、あなたの情報が
使われるんですけども、その情報が本当にあなたの情報かという認証が必要になります。Thì cái thông tin của mọi người sẽ được sử dụng, nhưng mà đấy là những cái thông tin được sử dụng dựa trên sự đồng thuận của cá nhân mọi người. この時に必要になる仕組みが XNFT と呼んでいるんですけども、あなたの生体情報をブロック単位で貯留、貯めて、で、それを認証システムとして利活用する仕組みです。Thì những cái thông tin cần của mọi người thì là sẽ được mã hóa, sẽ có dạng là XNFT và được mã hóa với các blockchain. Và này. Sắp thực người trong Metaverse, đúng không ạ? Ừ, có nghĩa là bây giờ những thông tin cá nhân của mình sẽ được như là một cái dạng thông tin sẽ được khai thác trong thời đại mới. Nhưng một vấn đề quan trọng đặt ra là mình phải xác minh được cái thông tin đấy chính là của bản thân mình hay là của bản thân một người nào đấy. Đúng. Thì cái công nghệ dùng để xác minh đấy là gọi là XNFT, tức là dùng công nghệ blockchain. Đúng. これは最後のスライドになりますけども、僕が予想している人工的に人の生体情報をお金に換える、仕組みです。Đây là một cái dự đoán của anh Namiki cho tương lai trong sắp những công nghệ sắp tới. Đây là công nghệ làm sao cho cái thông tin của mỗi cá nhân chúng ta là có thể được trở thành thông tin và có thể được đưa như là một cái giá trị mặt hàng cho cái nền kinh tế mới. ものの情報とあなたの情報が融合されることによって、あなたの、老化、健康、さまざまなリスクを低減させることに使うことができます。Khi mà kết hợp thông tin của những cái những vật chất xung quanh và trong IoT đấy, tức là những cái hệ thống vật lý xung quanh với là thông tin của bản thân mình ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái cơ hội mà có thể làm giúp cho mình có thể tránh được những cái rủi ro hay là tăng cường sức khỏe hoặc là có những cái bổ trợ khác trong tương lai. 老化に対していつまでもあなたらしく生活できるための技術であったり、あとはウェルネス、あなたらしさを拡張する、あとは個別化されたあなた化された商品やサービスやお薬がより市場に増えてくるというふうに予測しています。Khi kết hợp những thông tin của IoT cũng như thông tin của bản thân của từng người một thì con người ta sẽ có những cuộc sống mà cảm giác tự do tự tại hơn, hay là những cái sản phẩm trong tương lai nó sẽ là mang tính cá nhân hóa hơn, có nghĩa là những cái sản phẩm đấy nó được thích hợp và được thiết kế dành riêng cho bản thân của chính mỗi người, thì cái đấy là cái sản phẩm mà người ta hướng đến trong tương lai. このような経済を ウェルネスエコノミクスと呼んでいて、価値経済工学を、応用した金融工学を作っています。Thì cái này thì trong tương lai cái wellness tức là cái về gọi là cuộc sống mà nó thỏa mãn về mặt vật chất và tinh thần của con người ấy, thì chỉ là một mục tiêu của cái công nghệ của cái nền tài chính trong tương lai mà ứng dụng cái cách cầu cực là cái gì nhỉ, cái nền cái kinh tế giá trị, bản chất của kinh tế giá trị. 簡単にお話しすると、あなたの情報がお金になるという世界です。Có nghĩa là chính bản thân chúng ta sẽ là cái nguồn để tạo ra cái nguồn giá trị như tiền trong tương lai. あなたの生体情報が第三者もしくは社会に利活用されることによって、あなたのソーシャルセキュリティとか、あなたの経済的な価値に変わっていくっていう経済が今後現れるというふうに予測しています。Nam khi dự đoán trong tương lai thì những cái thông tin cá nhân của mình sẽ được sử dụng bởi những bên thứ ba, và chính nhờ vào những cái thông tin, những cái cách sử dụng như thế thì nó tăng cái độ an ninh của cuộc sống của chúng ta cũng như là giúp cho cuộc sống chúng ta thêm tốt đẹp hơn.皆さん難しいお話聞いてくださりありがとうございました。Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bài toán rất là bài nói rất là khó.
ありがとうございました。疲れました。ありがとうございました。ありがとうございます。À, vâng, cảm ơn thầy Namiki và anh Sàng đã có một bài thuyết trình rất là hay, mặc dù là hơi khó hiểu, thế nhưng mà Quỳnh Hoa tin là chắc chắn nếu như ai có thể hiểu được được những nội dung này thì sẽ thu được cho mình một giá trị rất là lớn ạ. Vâng, và tiếp theo sau đây thì sẽ là phần Q&A. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì có thể gửi tin nhắn vào hộp chat hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp đến cho diễn giả của chúng ta. はい、着きましては Q&A セッションとなります。ご愛顧ご本位なほは。あ、一ついいですか。一つだけですよ。すごく興味深い話で、いろいろ質問がありますけれど、一つだけ、ちょっと、時間がないので、価値と価値観の区別は、まだ、僕なりに、理解すると、例えば僕らが、研究の時には、物事の、事実をちょっと調べるということが目的なので、それは価値を求めると。ということですね。でもその価値に対して、個人差があって、それぞれは価値観があると。なんで、僕の理解では、そのエンジニアリングとかビジネスとは、その価値から発生した価値観を研究して、それを、人々が使える、あるいはそのお金になれるような研究をしているという、その理解でいいですかね。二つありまして、一つは、人間という個体がお金として認識できる情報を組み立てるということと、もう一つは、さっきお話した人工的にお金と同じ性質を作るということです。この二つが価値経済工学の基本の研究となります。なるほど。Anh Đức Anh giải thích lại câu hỏi và câu trả lời cho tôi. trong cái lúc mà anh Nam Chi giải thích về giá trị và giá trị quan thì mình nghĩ là cái giá trị là một cái gì đấy nó bất biến. Thì ví dụ như là mình đang nghiên cứu ở trong trường đại học thì mình hướng đến những cái bất biến và là những cái gọi là sự thật nó không thay đổi. Nhưng mà từ những cái giá trị đấy thì nó có cái giá trị quan, thì giá trị quan mang tính chủ quan hơn theo cái hiểu của mình. Tức là mỗi người dựa vào cái thông tin của mình cũng như dựa vào cái background của mình thì có cái giá trị quan khác nhau đối với một cái giá trị. Thì cái việc của ngành công nghiệp cũng như là các cái business là việc là nghiên cứu cái giá trị quan để biến được cái giá trị này trở thành những cái có thể đáp tiền. Thì để câu hỏi của mình thì anh Namiki giải thích là có hai cái giá trị ở trong trong của hai hai cái cách làm của cái giá trị học. Thì cái giá trị này thứ nhất là làm sao nghiên cứu được cái giá trị quan đấy, và thứ hai nữa là cái cách để tạo cho cái giá trị đấy nó có ba tính chất của đồng tiền, thì từ đấy mình có thể dùng nó như một cái tiền và như một cái thể loại tiền và có thể đưa ra giá trị cho bạn và tạo ra cái profit cho người dùng. Thì đây là các cái mình hiểu như thế. Cảm ơn anh Đức Anh đã giải thích về câu hỏi và câu trả lời vừa rồi ạ. Thì không biết là có ai có thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Phía bên ban tổ chức thì cũng có nhận được một số câu hỏi của các bạn khán giả trước khi đăng ký seminar. Thì Quỳnh Hoa sẽ đọc tiếng Việt thì anh Sàng có thể giúp Quỳnh Hoa dịch lại được không ạ? Một câu hỏi đầu tiên đó là cách xác định giá trị của doanh nghiệp chẳng hạn như là Apple. Ở đây thì có thể hiểu là cách xác định giá trị và giá trị quan của doanh nghiệp Apple. はい、南木先生、これは、質問で僕、通訳するだけなんですけど、例えば、企業の価値を判断するときに、例えば、あるアップルっていう会社が今、何ビリオンドルと行くのが、よく、情報、ニュースで言ってますけど、その価値を定める仕方としては、どういう、方法なんですか？それが価値なんですか？それとも価値観なんですか？まず大切なのは、アップルという会社を理解できる人たちに対しての情報であるということですね。Nên là で、đầu アッtiên quan trọng là dạ được プル。rồi. Hay. Tức là đầu tiên thì quan trọng là cái việc cái công ty Apple là một cái thông tin mà cái người nghe thì người ta phải hiểu được cái thông tin đấy. これは、アップルというブランド、本当の話を、分析することになります。要するに、アップルがいいと言ってるのか、アップルが悪いと言ってるのかという情報が重要になってきて、で、これはブランドと呼ばれるカテゴリーに落ちる情報体です。Ừ, ở đây thì là cái
cái brand tức là cái thương hiệu Apple ấy, thì nó là thương hiệu tốt hay thương hiệu xấu, thì nó là một cái thể loại thông tin mà liên quan đến đến cái thương hiệu của công ty. で、お金を作るために必要なのは、一定数以上のファン、すなわち価値を共有することなので、一定の価値を支える人口を捕まえることができれば、ビジネスは成立します。Thì cái cơ sở mà tạo ra cái giá trị của cái thương hiệu đấy tức là phải có một số lượng nhất định những người mà gọi là fan của công ty đấy, có nghĩa là những người đánh giá cái thương hiệu đấy là tốt. Do đó cái để một công ty mà nó có giá trị thương hiệu ấy thì là nó phải có một số lượng người nhất định, số lượng dân số nhất định mà coi cái giá trị thương hiệu của công ty đấy là có giá trị. 最後に重要なのはビジネスとして、プロフィット&コスト、キャッシュフローというメカニズムを算数する必要があるんですね。で、その算数をした結果と情報価値というのを相対的に分析することによって、その会社が新しい価値を作る必要があるか、作る必要がないかということを見極めることができます。Thì đối với một công ty cái quan trọng ấy là tại sao nó hỗ trợ mỗi cái online tìm được sao. 重要なのはコスあトと収うん益とキャッシュフローというメカニズムを分析して、会社がこの十分な利益を生むことができる、まずファンを捕まえることができるということを、知れることが必要です。OK. Tức là đầu tiên phải phân tích cái công ty đấy, tức là trong cái việc cái cost, cái giá thành của công ty và cái profit, cái lợi nhuận công ty, tức là cái trong cái quá trình chuyển đổi từ cost sang profit ấy, thì mình phải phân tích những quá trình đấy để xem thử là cái giá trị hiện tại của công ty nó có đủ thuyết phục được một số lượng người ủng hộ nhất định hay không. Và nếu như mà cái số lượng đấy nó không đủ ấy, thì mình phải có những tạo ra những cái giá trị mới cho công ty để có thể là phát triển công ty được. ある価値観を作るための、価値観と情報体を作るコストが、そこから生まれる収益よりも、大きい場合、赤字になります。Tức là nếu như mà cái giá trị quan của công ty về cái cost để cái giá thành để tạo ra giá trị quan đấy mà nó quá lớn thì nó sẽ làm cho công ty bị thua lỗ. なので、ビジネスにおいては、コストとプロフィットと、あと、キャッシュフローという時間なんですけども、この関数を、持っといて、あとは、どれぐらいの投資ができるかっていうことを知っておいた上、可視化した上で、この価値経済工学を使うととても有効です。Tức là một công ty thì phải nắm rất rõ cái cost, cái giá thành, cái profit là cái lợi nhuận và cái cash flow là cái dòng tiền di chuyển giữa hai cái yếu tố đấy. Và phải nắm rất rõ cái đấy và phải xem thử là cái giá trị quan của cái phần sau này là cô hắn hoa chứ tôi sẽ chặt là cái cost cost of profit của nó cash flow mình thế. Còn nó là gì ta kìa? キャッシュフローというのは時間を見積もるための方法なので、コストを上回らない時間で、利益を埋める価値を作ることが大切です。Tức là cái giá thành và cái sản phẩm thì nó dựa đến có cái cash flow và dòng tiền thì nó liên quan đến cái thời gian nữa. Ta phải đánh giá trong cái việc là cái giá thành thì tạo ra cái giá trị đấy của công ty nó có vượt quá là cái lợi nhuận hay không, thì cái đấy chính là cái yếu tố quan trọng nhất để đánh giá xem là cái mô hình kinh doanh công ty là có ổn định hay không. で、価値経済工学の基本は、新たな投資を使うのではなくて、会社の中にあって使われてない情報を価値に変える、経済価値に変えるってことがメインです。Cái phần quan trọng của kinh tế giá trị không phải là việc đầu tư thêm từ bên ngoài vào công ty, mà phải tìm ở trong bản thân nội tại công ty đấy có những cái giá trị mà chưa được sử dụng và mình sẽ phải sắp xếp nó lại thành một cái có thể bán được, như là câu chuyện ban đầu của anh Nam kia, thì cái đấy là cái phần rất là quan trọng của kinh tế học giá trị. 主な研究は、大手の企業が大きなお金を使って投資をして開発したけど、売り上げが全く立たない商品とかサービスをお金に変えるってことを日々やっています。Những công ty là cái vấn đề là các công ty là đầu tư một số tiền rất lớn để mà phát triển sản phẩm nhưng mà nó không tạo thành cái lợi nhuận tương ứng, thì cái đấy là cái câu chuyện đang xảy ra ngày tại các công ty lớn.
以上です。Vâng, cảm ơn anh Namiki, thầy Namiki và anh Đức Anh đã giúp bạn khán giả giải đáp thắc mắc vừa rồi. Thì Quỳnh Hoa thấy là có hai bạn thì có hai câu hỏi khá là giống nhau. Thì một câu hỏi nữa đó là về công ty dịch vụ thiết kế chip. Thế nhưng mà cũng cùng câu hỏi, thế nên là hy vọng là bạn có thể tham khảo được câu trả lời vừa rồi để cho mình cái giải đáp cho cái câu hỏi này. Vâng, và tiếp theo thì Quỳnh Hoa thấy là ở trên hộp chat thì có một bạn Linh thì hỏi có một câu hỏi đó là làm sao để áp dụng kinh tế giá trị để giúp doanh nghiệp bán được các sản phẩm xanh, sản phẩm sinh thái ví dụ như máy móc nông nghiệp thân thiện với môi trường hay thực phẩm hữu cơ ạ? はい、並木先生、もう一つの質問があります。難しいですね。価値観工学を応用して、例えば、まあ、環境を新設する、まあ、商品とか、グリーン、なんかオーガニックの商品とか、そういう、あるいは農業に使う機械など、で、まあ、売りたいということですけど、そういう、まあ、商品に対しては、価値観工学を応用できる、方法ってありますかね？まさに今似たようなことをやっていまして、社会には情報として、環境、アップサイクル、グリーンテクノロジー、CO2 削減などキーワードがあります。で、それらを商品に、合わせていく。ですので、単純に今売ってるものとして言うのではなくて、環境に配慮したものですよとか、人の健康に役立つ農機具ですよとか、その形容詞というんですけども、情報を、お金になる並べ方にする必要ができれば、価値経済工学を利用することができます。Hiện tại thì là trên thế giới cũng như là trong xã hội thì có những cái keyword đang rất là được quan tâm, ví dụ như là tức là bảo vệ môi trường, hay là recycle tức là tái sử dụng sản phẩm, ở đây là upcycle, hay là cắt giảm khí carbon chẳng hạn. Thì đây là những keyword lớn mà đã được quan tâm, và để cho những sản phẩm mình có thể bán được thì mình phải gắn những sản phẩm mình vào những cái keyword đấy. Thì chính cái việc tạo ra những cái cụ thể thông tin của cái sản phẩm mình mà nó gắn vào những keyword của xã hội quan tâm thì chính là cái phương pháp để mình có thể bán được cái sản phẩm và tạo ra cái giá trị cho sản phẩm của mình. シンプルにお話をすると、社会の価値観、個人の価値観で、多くの人に売るというときに、まずどれぐらいの人に売りたいか、誰に売りたいかということが重要で、で、その売りたいものの価格と、その売りたい人たちの層から算数を解けば、その事業から収益が得られるかということを、予測できます。Đối với mỗi sản phẩm, tức là đối với mỗi cái giá trị quan của bản thân hay là giá trị quan của công ty ấy, thì khi mà muốn bán nó cho tất cả tạo thành sản phẩm ấy thì phải xem thử là mình đang muốn bán cho ai, hoặc là trong cái đối tượng của mình ấy thì là trong đấy là cái những dân số, tức là cái quy mô là bao nhiêu, và để xem thử là cái profit mình nhận được từ cái quy mô dân số đấy nó có đủ để bù đắp lại được cái giá thành để mình tạo ra những cái giá trị quan hay không. Thì cái đấy chính là một cái bước quan trọng để đánh giá xem thử là cái mô hình kinh doanh của mình có đủ tốt hay không. ポイントは、当たり前の情報をお金になる情報として使うことを考えれば、必ず収益を作ることができるというのが価値経済工学の基本です。Thì cái điểm quan trọng nhất đây là biến những cái thông tin mà thường cảm thấy rất là thông thường, rất là hiển nhiên thành những thông tin có thể bán được, thì cái đấy chính là cái điểm cốt yếu nhất của cái kinh tế hoặc giá trị. 以上です。Vâng, Còn cảm nó ơn anh. Cảm ơn thầy Namiki và anh Đức Anh về câu hỏi và câu trả lời vừa rồi. Thì không biết là bạn Linh đang đang tham gia thì có đã cảm thấy hiểu được cái câu trả lời của thầy và hài lòng với câu trả lời vừa rồi không ạ? Đó, xin lỗi, mà nhiều link là có thể bạn hỏi trực tiếp cũng được, nếu như mình không không Đúng hiểu rồi. đã thử ý của bạn. Em cảm ơn ạ. Em cũng cảm thấy đề tài này rất là hay và em cũng muốn làm sao để có thể áp dụng thêm những cái kiến thức của kinh tế giá trị, tại vì cái này cũng mới với em trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và đặc biệt là cho doanh nghiệp có thể bán được nhiều hơn những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Thì thầy có nói qua thì em cũng có hiểu hơn.
thì không biết là có những cái dự án hay là cái nghiên cứu hay là những tài liệu nào trong cái chủ đề liên hệ đến cái liên hệ giữa phát triển xanh và kinh tế giá trị không ạ? Có lẽ cái đề tài này có phải là một cái đề tài nghiên cứu nó mới hay là nó có rất nhiều rồi ạ? Để em có thể biết được tìm hiểu thêm ạ. Dạ em cảm ơn ạ.今、発表したリンさんが質問した人なんですけど、今、大まかのその価値観工学っていうの、価値工学っていうのが、分かっていました。で、ただ大事なのが、じゃあ、どういうふうに、まあ、その当たり前の情報をちょっとお金になる情報になるのかっていうやり方が、もっと知りたいということですよね、具体的に。で、その場合は、例えば具体的にリンさんの場合は、グリーン、の、製品を、まあ、お金になる、その会社を発展させるために、どうすればいいのかっていう、なんか、まあ、参考になる情報とか、あるいはこれから勉強したいという、参考書などがあれば紹介してほしいということですね。まず、最初に紹介した、この入門書というものは、このバーコードから買うことができるんですけども、ここには、ビジネスの応用は書いていません。あくまでも、今日話したようなお話の、延長線上が書いてあって、でビジネスの応用の方は、まさにそのハノイ工科大学とか、貿易大学で今後、授業としてやる計画が今進んでいて、貿易大学ではビジネススクールの先生として、来年から教える予定です。価値経済工学。À, thì đối với các bạn mà muốn quan tâm tìm hiểu những cái nội dung mà được nói ngày hôm nay ấy, thì những phần cơ bản thì có trong quyển sách đăng diện ở đây, và các bạn có thể đọc ba cốt ở đây để có thể tìm hiểu và mua thêm. Còn những cái kiến thức sâu hơn về việc như là làm thế nào để chuyển đổi được cái thông giá trị thông tin thành cái lợi nhuận cho con doanh nghiệp của mình theo từng cái trường cụ thể ấy, được dạy ở những cái trường, những cái khóa học trong các trường đại học. Và hiện tại thì sắp tới thì Namichi sẽ có kế hoạch dạy nó ở các cái mini school thành lập ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như là đại học ngoại thương.最新電車と。あと日本では、ビッグ4と呼ばれる、まあ、だから KPMG、PWC、デロイト、KPMG、言った、ビッグ4とか、うんうん、あとは証券会社とか銀行とかが、僕の教育講座を売ってます。売ってるんですか？はい。だから、現在、やってみる công ty lớn như Big Four。Big Four là một công ty tư vấn nhỉ? Tư vấn lớn như là KPMG hay là PwC chẳng hạn, hoặc là các công ty chứng khoán, hoặc là các ngân hàng thì cũng đều đang hoặc là đang bán hay là đang gọi là sử dụng cái lý thuyết hay là cái cách làm mà thầy Namiki đã dạy cho em. なので多くのコンサルタントたちが価値経済工学の理論を使ってとても高い金額でサービスをしています。Cho nên là rất nhiều các cái nhà tư vấn, các công ty tư vấn khi mà tư vấn cho các bạn ấy, thực ra các bạn những người đấy người ta cũng học những cái cơ bản hay những cái nâng cao của cái kinh tế giá trị học, và sau đấy người ta bán lại cho bạn với mức giá rất là cao đấy. Thực tế là nó như thế. だから自分で勉強した方がいいかな。勉強して応用した方がいいですよね。ただこれは学習なので、はい、自分でスキルを持てば価値経済工学を使えるようになる。なので、うん、コンサルティングしてもらうのはやめた方がいいです。自分で基本を学んで、うん、知識とスキルをインストールすれば、誰でも価値経済工学が見えるようになります。うん、だから、タイビービューンカって、cái công ty chúng tôi, công ty tư vấn rất là đắn đỏ, thì mình có thể tự học được và có thể tư vấn nó vào trong trường hợp của chính bản thân mình, thì cái đấy là cách sử dụng tốt nhất. Đấy. Bạn Linh à, đúng rồi, Hoa này đi em. Dạ. Không biết là bạn Linh đã comment là cảm ơn nhiều rồi ạ. Chắc là cũng đã có phần hiểu được câu trả lời của thầy Namiki. Vâng ạ, thì không biết là mọi người có còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Nếu như không có câu hỏi nào khác thì phần Q&A sẽ xin được tạm dừng tại đây ạ. Vâng.
並木先生、ありがとうございました。質問がございませんですので、Q&A セッションを終了させていただきます。つきましては、はい、誠にありがとうございました。すごく、面白い内容でした。勉強になりました。はい、つきましては、次の紹介、次のセミナーの紹介になります。Anh Đức Anh thì sẽ giới thiệu cho chúng ta về nội dung của seminar tiếp theo. Thì không biết là có thể anh Dương có thể mở giúp em màn hình được không ạ? Trước đấy thì có một comment thêm một chút. ナビキさん、今日の録画、皆さんに共有しても大丈夫ですかね？もちろんであす。りがとうござ大い丈ます。夫はです。はい。い。ちょっと難しいので、多分振り返り必要かなと思って。はい。すみません。いえいえ、すごく勉強になります、僕も。はい。mình có gửi cái chat, gửi cái đường link survey cho buổi hôm nay thì rất mong các bạn trả lời, nhập thông tin vào đây trả lời giúp ban tổ chức. Thì bọn mình sẽ gửi cho các bạn trả lời và survey trong chat này là cái tài liệu hôm nay thầy nó ghi xe và cái video link đường link video của buổi hôm nay, bởi vì chắc là nó cũng tương đối trừu tượng, nhiều điểm nó trừu tượng thì các bạn có thể là xem lại và có thể là nghiên cứu thêm. Còn cái hôm nay chỉ gọi là một cái bắt đầu thôi, còn mình có thể mình tìm trên internet rồi mình có thể mua sách của thầy thì sau đấy thì học thêm mình có thể áp dụng thực tiễn vào thực tế của mình. Có comment thêm một chút là thầy nó khi mà cũng đang tư vấn cho rất là nhiều cái doanh nghiệp sử dụng cái kiến thức về cái này này, tư vấn rất nhiều doanh nghiệp, nhưng mà thầy khuyên là mình nên tự học tự dùng chứ còn dùng tư vấn thì đắt lắm. Đấy, thế nhá. Rồi đấy là comment cuối cùng. Còn giới thiệu về cái buổi tiếp theo, buổi tiếp theo thì lại quay lại một chủ đề nó cũng khá là kỹ thuật và cũng khá là hot, đó là mình đặt tên là The Future Computing, là sẽ giới thiệu về máy tính lượng tử và siêu máy tính. Thì cái chủ đề này sẽ được giới thiệu bởi hôm nay là có anh Đức Anh này, và một bạn nữa cũng là giảng viên hay là giáo sư, phó giáo sư gì đấy của một trường đại học bên Nhật, thì rất mong là cũng lại được sự ủng hộ của các bạn trong lần tiếp theo. Vâng, thế thôi. Anh Đức Anh có nói gì không? Giới thiệu Vâng, đi. trước hết là cảm ơn anh Namiki今日はちょっと話の中で価値っていうのはものが変わらない価値ものであって、で価値観っていうのは学習で変わるということが分かったので、なのでこれからはもっともっと自分で勉強して、その価値観がもっともっと良くするものなるものにして、でそれでまあ自分たちにもお金になるということが、まあ、すごい印象的でした。なので今後ともなんかそのフスター JP と一緒に、まあ、そういうお金になるものをぜひいろいろご提案していただいて、で、一緒にやりましょうということをまず、受け入れたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。あ、đối với các bạn tham gia vào tháng 9 là lần sau ấy, là cái lần mà nói về cái tương lai của tính toán, thì mình rất hy vọng có thể đưa được cho các bạn một cái bài giới thiệu tổng quan và nó cũng dễ hiểu thôi, tức là dành cho những người chưa có background hay là kinh nghiệm gì về những cái thể loại như là máy tính điện tử hay là siêu máy tính. Thì hiện tại Hustar JP mình cũng có rất nhiều bạn đang làm từ nghiên cứu cũng như là làm những cái gọi là Frontier đấy, tức là những cái hiện đại nhất của cái việc tính toán, bao gồm cả nghiên cứu về máy tính điện tử cũng như là sử dụng siêu máy tính cho những cái ứng dụng về tính toán cho vật liệu cũng như là các cái ứng dụng cụ thể trong cuộc sống. Thì vào tháng 9 mình là hiện tại thì mình đang nghiên cứu về máy tính điện tử, mà mình mời thêm bạn Nguyễn Tấn Hưng là hiện tại là Assistant Professor tại trường Đại học Thủ Cư. Thì Hưng cũng là một chuyên gia chuyên sử dụng những cái siêu máy tính để tính toán cho các vật liệu tiên tiến. Thì bọn mình sẽ cố gắng là chuẩn bị một cái bài giảng và cho nó thật dễ hiểu và mọi người có thể hiểu được một chút khái quát về cái tương lai của tính toán nó sẽ nằm ở đâu, và hy vọng là mọi người có thể cùng tham gia của mình trong buổi tháng 9 sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Đức Anh.
Vâng, và cuối cùng thì em nghĩ là mình có thể chụp chung một tấm hình lưu niệm được không ạ? Hãy, え、一つお願いがあるんですが、一緒に写真を撮ってもよろしいでしょうか？大丈夫です。xin mời các bạn nếu mà có thể, ai không ngại thì bật camera lên mình chụp kỷ niệm với chương trình. Thường thì các bạn rất là khá là ngại nhưng mà mọi người nhiệt tình lên một chút nhé. Bạn Linh lúc nãy có câu hỏi đúng không ạ? Bạn Linh Linh có Linh Linh là buổi à, nào cũng tham gia, buổi nào cũng tham gia vâng, đấy. Ok, vậy anh chụp nhé. Cảm ơn, đang bật đang camera lên hết rồi bật ạ. lên rất là nhiều. Ok, vậy thì mình chờ thêm khoảng độ 10 giây nhỉ. Từ dữ liệu cái này mà chỉ mà OK, tôi đi mất nè, mình chụp nhé. Đi đi sao? OK, đấy, đây rồi bên đây. Arigato Arigato gozaimashita. gozaimasu. Cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn nhé. Cảm ơn tất cả. Vâng, Đây, đi đi xin mời chụp. vậy Cắt chương đi. trình của chúng ta xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi các seminar tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. お疲れ様です。お疲れ様でバイしバイ。た。バイバイ。先生します。失礼します。カモニャ、バイバイニャ。Restaurant work by John Evening Lambstack. John Moonbound, some says we will bring him. John Lyman, some would do it up there. Play the moon with the real sound is like a jazz. A moon with the real sound is like a Nên bày cho thiên đình làm ra Chôn buồn ta sống xa rời bỏ quê nhà Chẳng ai buồn xa một người đậm nghĩa đậm tình Lấy đất một mình với nỗi đau xa mẹ xa cha Ở một nơi người vì người chẳng ai cần thắng Vẫn chấp nhận vì đời vẫn ta Nên bày cho thiên đình làm ra Chôn buồn ta sống xa rời bỏ quê nhà Chẳng ai buồn xa một người đậm nghĩa đậm tình Lấy đất một mình với nỗi đau Tốt nhất đừng tham gia học lớp Thế giới của Alo, anh Anh nói muốn tìm tình yêu ra đất nước Chính là em Không, Anh Huy, chúng ta đã ly hôn rồi. Không, trước giờ chúng ta không thực sự kết hôn. Hôn nhân của chúng ta là giả, em không thể chấp nhận. Anh Đường Huy, em còn phải đi làm. Mà Sơn à, sao em lại từ chối anh chứ? Những năm qua em đã ở bên cạnh anh, thời gian chúng ta bên nhau nhiều hơn mà. Không thể tính như vậy được. Chị phải tính làm sao em nói đi. Mà Sơn, chuyện đã qua không nên quay lại, cho dù có quay lại được. Tôi cũng không giống như xưa nữa. Mối quan hệ của tụi em rất tốt. Vậy sao? Rất tốt mà lại để cho mình em chuyển nhà xong, kết hôn xong rồi bỏ em mà đi làm sao? Sao anh lại biết được? Vì anh quan tâm em. Đó là chuyện trước đây. Giờ tụi em sống rất tốt, em sẽ quan tâm đến hôn nhân của mình. Em và anh ta chẳng hề hôn nhân nào hết. Anh xin lỗi em. Mà Sơn à, có lẽ anh cảm thấy hôn nhân của chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng đối với anh mà nói, nó chưa từng kết thúc. Cho dù trên phương diện pháp luật,
thấy trong lòng anh cũng vậy thôi. Phương diện pháp luật, anh có ý gì? Hợp đồng hôn nhân có vấn đề nên ly hôn bị tòa thì vô hiệu rồi. Không thể nào được. Chuyện này em sao lại bị vô hiệu được chứ? Sao em lại không biết chuyện này? Tại sao vô hiệu không quan trọng? Quan trọng chính là kết quả. Vì vậy em vẫn là vợ của anh, cũng như của em trên đi thăm là vi phạm pháp luật đúng không? Không thể nào, em đã có phán quyết ly hôn rồi. Đó chỉ là thừa nhận tiền mà thôi. Chuyện anh hối hận gì, chỉ là để em chịu được. Anh nghĩ em sẽ từ bỏ. Hiện đang là chuyên viên ban đoàn kết tập hợp thanh niên trung ương đoàn
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Không chỉ có người vợ tài giỏi, xứng đôi, ít ai biết rằng còn có một người phụ nữ khác có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với hướng đi trong sự nghiệp cũng như phương châm sống, cống hiến của ông Huệ. Dù đã ở cái tuổi hiếm ai có, nhưng chúng tôi vẫn xin được gọi người phụ nữ ấy là bóng hồng bởi vẻ đẹp của bà có thể đại diện cho rất nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó là người phụ nữ đã chứng kiến nhiều biến cố kinh hoàng lẫn những bước ngoặt đáng tự hào của chàng trai Huệ một cô cha từ nhỏ và suýt mất cả mẹ lẫn gia đình khi trong cơn túng quẫn và rồi vẫn vươn lên thân kia như ngày hôm nay. Bí mật chưa từng tiết lộ về người phụ nữ chống lưng cho ông Vương Đình Huệ, bà Võ Thị Cầm, thân sinh của ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1922, tóc trắng như cước nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn. Ngay trước khi vừa tròn đôi mươi và đang làm ở ban chấp hành phụ nữ xã,